chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình bắt chim bồ câu giao 200 cặp đi An Giang nha mọi người. Thì mình giao chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái nha. Đây là anh em của trại bắt chim giống này. Đây là toàn bộ chim bồ câu Titan sinh sản nha mọi người. Có những con đang đẻ trứng luôn á. Thì chim bồ câu Titan là cái dòng chim bồ câu đang hot nhất trên thị trường hiện nay luôn nha mọi người. Dòng chim này là 1 năm ở trại mình. Với cách nuôi ở trại mình thì đẻ trung bình từ 25 đến 30 lứa nha. Nó siêu thịt, siêu đẻ, siêu lợi nhuận. Đấy, chim giống rất là to. Khi bắt thì anh em cũng đã đánh dấu rồi ở những cái vị trí ở trên đầu á. Thì khi mình bắt ra đến nhà khách á thì mình bắt đúng những cái cặp đó. Đây cho mọi người thấy chim bồ câu cặp này không? Rất đẹp, con trống rất khỏe nha. Đây, khi mà mình giao chim thì mình sẽ nhốt vào những cái lồng to như thế này. Tận 200 cặp mà mọi người. Thì mình sẽ đi xe tải đi giao chim bồ câu cho khách. À, còn đây là giới thiệu mọi người luôn, đây là bồ câu gà Mỹ nha. Bồ câu Mỹ là dòng bồ câu mà to nhất trên thị trường hiện nay luôn. Và cái đặc điểm nhân dạng của nó thì rất dễ rồi, giống như gà vậy. Và đây là màu nâu đỏ. Đấy, mọi người nuôi chim bồ câu á, thì có thể như là áp dụng cách nuôi ở bên mình. Hiện tại mọi người đang xem video này. Thì nuôi 3 tầng nha, 3 tầng. Cái này thì mình xài lưới hướng phân nha. Mình có nhân công thì mình xài lưới hướng phân. Trong khoảng 2 tháng mình dặn phân một lần nha mọi người. À, hiện tại thì mình đang ở trên Đắk Lắk. Đây, ở trên này thì trang trại của mình đất đai rất là rộng. Thoáng mát nữa. Gió lùa vào rất là mát. Chính vì vậy con chim bồ câu nó sống ở trong cái môi trường như vậy nên nó rất là khỏe. Nha, 3 tầng để ấp chim. Ở trên này thì từ cái chuồng cao nhất lên cái nóc nhà thì rơi vào tầm khoảng gần 2 mét đó nha mọi người. Đó. Mình cũng có những cặp bồ câu kiển với màu rất là độc lạ. Chim giống này nó phải chuẩn như thế này. Khi mà mọi người mua chim giống á thì mọi người lưu ý một cái là cái màu chim nó phải mượt nhá. Cái màu lông á mà nó phải lanh lợi như ở trại mình đây. Đó. Cái lồng này là anh em mới bắt hồi nãy, giờ là sót lại quả trứng này. Cái này thì mình sẽ bỏ vào máy ấp trứng cho ấp trứng nó ấp. Đây hàng cuối cùng này. Chim bồ câu Titan thì nuôi dễ lắm mọi người. Đây là một trong những cái dòng chim nuôi dễ nhất luôn. Và nó sinh sản nhiều. Thì thành ra là mình đỡ cái công chăm sóc khi mà mình nuôi á. Còn đây là cám này. Mình cho cám trộn với bắp. Rất là đơn giản. Đấy, rất là nhiều chim. Mọi người ở mọi miền đất nước muốn đặt chim ở kênh nông dân làm giàu của mình thì có thể liên hệ với mình qua rất là nhiều kênh mạng xã hội, đều là thống nhất là nông dân làm giàu nha mọi người. Cái kích cỡ chuồng này là 50 vuông nha mọi người, sắt. Mọi người thấy sắt dày không? Cái này là trại mình làm luôn á, trại mình dập luôn nha. Chứ không phải là mình mua ngoài chợ đâu. Mua ngoài chợ thì thép nó rất mỏng, mà mình chỉ xài được một thời gian thôi là nó cũng đã sập rồi. Còn cái này thì cho mọi người xài mười mấy hai chục năm vẫn vô tư nha.
Đấy, mình thì hiện tại mình đang lên cái trại chính của mình ở trên Đắk Lắk. Thì ở trên này thì khí hậu phải nói là tuyệt vời luôn, nuôi chim bồ câu rất nhanh lớn nha mọi người. Thì cái thị trường chim bồ câu thì mình nói cho mọi người luôn là cái thị trường chim bồ câu hiện nay đang rất là rộng mở. Ở trại mình thì bao đầu ra luôn cho người nuôi, thì mọi người cứ yên tâm nuôi. Những cặp chim giống đây này cho mọi người xem này, thì về nó sinh sản luôn á. Những cặp này là đang leo ổ là chuẩn bị đẻ này. Đây này, những cặp này này là chuẩn bị đẻ lên, về nhà khách là sẽ đẻ lên trong 1-2 ngày đó. Đó, anh em đang bắt dần những cái cặp chim bồ câu đẹp nhất để giao cho khách. Ở trên này thì có cả bồ câu gà Mỹ nữa này, bồ câu Tiger này. Đây là dòng bồ câu Tiger nha mọi người. Đây này, chim rất là to nha, Tiger đó. Chim này nó cũng 19-10 với bồ câu gà Mỹ. Đây là bồ câu thổi kèn. Đấy, thổi kèn. Đây là cũng là một dạng của Titan. Đây, thổi kèn nó đang nuôi con này. Đó, anh em sẽ nhốt vào những cái chuồng to như thế này để lát nữa thì sẽ cho chim lên xe tải. Còn rất là nhiều chim. Thì ở Việt Nam mình thì kênh nông dân của mình thì đa số giao chim bồ câu ở nói chung là khắp mọi miền đất nước luôn, nhưng mà ở khu vực Tây Nguyên, miền Nam, miền Tây á và miền Trung nuôi rất là nhiều và mình giao rất là nhiều đơn. Đây này, cái cặp đang đẻ đây cho mọi người xem này, thì lát nữa anh em sẽ bắt đi. Làm sao để đến nhà khách là những cái cặp bồ câu nào là tuyệt vời nhất thì mình mới giao cho khách nha. Đây này. Cho mọi người xem tận mắt bồ câu ở trại mình để mọi người thích. Chứ chim giống mà nó nhỏ con hoặc là nó đẻ không tốt thì khi mà mình giao cho khách thì anh em nuôi nó thiếu đi cái sự chất lượng ở cái con giống, thì mình nuôi nó cũng khó thành công lắm nha. Nên cái con giống là cực kỳ quan trọng. Cái kiểu cách nuôi, chuồng nuôi thì cũng quan trọng nha. Nó phải thoáng nha mọi người. Xây gạch nó phải thoáng. Mùa khô nóng thì mình có thể ấy thêm. Ở trại mình thì rất là rộng. Đây cho mọi người xem, trồng cái dừa luôn. Ở đây mai mốt mình chuẩn bị lên Buôn Ma Thuột luôn. Mình sắp nhập vào Buôn Ma Thuột luôn nhé. Hiện tại là mình ở Buôn Ma Thuột. Đây rất là rộng. Có cả chôm chôm nha. Mà chuồng rất là mát. Đi vào cảm giác rất là mát. Gió thổi lồng lộng. Thì những cái cặp chim giống của mình nuôi thì mới đạt chất lượng cao nhất. Đây. Những sọt chim bồ câu chuẩn bị đến tay khách hàng. Trung bình một tháng thì ở trại mình có những tháng thì xuất chim giống tầm khoảng 1000 cặp, có những tháng thì vài trăm nha mọi người, chứ không phải là tháng nào cũng xuất nhiều đâu. Tại vì mình quan điểm của mình là làm sao chất lượng nhất, những con giống ok nhất thì mình mới giao. Có nhiều anh em đặt thì mình khi mà những cái con giống nó chưa ok lắm thì mình không có giao, còn khi đã giao thì đảm bảo là chất lượng để mọi người nuôi sao nó tuyệt vời nhất. Đây là bồ câu gà Mỹ này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Mình bây giờ chắc cùng anh em bắt nốt cho đầy đủ cái số lượng chim 200 cặp để lát nữa để anh em bắt đầu xuất phát về miền Tây. Đây anh em bắt cũng
trống rất là nhiều rồi. Chốt lót miền Tây ở An Giang để giao cho cái anh kia, anh ấy làm dầu và mình bao tiêu sản phẩm luôn cho người nuôi nhá. Cái này là ở bên bên nhà người ta rồi, cách nhau vách tường. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.